trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay phát sóng lúc 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 35 phút, phát lại lúc 22 giờ 10 phút trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Xin kính chào quý vị khán giả. Thay mặt ban biên tập, Hoàng Vĩnh kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình. Chương trình hôm nay, ngày 26 tháng 3 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Hôm nay, Bộ Y tế ban hành phát đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trà Vinh đưa hai công dân hoàn thành thời hạn cách ly về địa phương cháu tung tin dường dương tính Covid-19 để câu like trên Facebook Giả dạ, bác sĩ bán thuốc giỏm chiếm đoạt 70 triệu đồng Thế giới vẫn còn cơ hội thứ hai để dập dịch Covid-19 quý vị, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Đồng Văn Lâm, chủ trì hội nghị triển khai một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong quý 2 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Đồng Văn Lâm, khẳng định trong quý 2 năm 2020, địa phương sẽ tập trung dùng sức thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất phát triển kinh tế xã hội, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là đối với dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành chức năng cần quan tâm kiểm tra cẩn thận hơn về hành trình đi lại ra vào tỉnh của du khách, đặc biệt là dịp Tottenham Tommay, Tết cổ truyền của đồng bào Khmer sắp tới. Đối với người nước ngoài về tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tất cả đều thực hiện cách ly tại nhà. Nếu thấy có dấu hiệu sức khỏe bất thường, phải thông báo ngay cho các ngành chức năng. Đối với tình hình hạn mặn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình thủy lợi, kiểm tra cống bộng, thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời để nông dân chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa hoàn thiện phát đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và dự kiến ban hành trong hôm nay, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam có năng lực xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày từ 8.000 đến 10.000 mẫu. Nước ta cũng đang chuẩn bị các điều kiện để nâng cao năng lực xét nghiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Cường khẳng định, trong giai đoạn hiện tại, Việt Nam cơ bản có đủ trang thiết bị y tế để điều trị cho kịch bản có 3.000 ca mắc bệnh, đồng thời khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, các địa phương đang khẩn trương đi từng ngõ gõ từng nhà để rà soát sàng lọc người nghi ngờ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Trong khi đó, đại diện Bộ Quốc phòng cũng khẳng định, quân đội chuẩn bị đủ địa điểm cách ly tập trung với điều kiện sinh hoạt ăn ở tại nơi cách ly khá tốt, thậm chí còn cao hơn điều kiện sinh hoạt của bộ đội. Chuyển sang thông tin đáng quan tâm khác, tỉnh Trà Vinh vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 trong khu cách ly nằm trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân là nam, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, ngủ ở phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Người này đi từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines VN0050 ngày 22 tháng 3 và được đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trà Vinh cho biết, ngay khi nhận được kết quả bệnh nhân trong khu cách ly nhiễm COVID-19 đã chỉ đạo chuyển bệnh nhân này sang Bệnh viện lao và bệnh phổi để theo dõi sức khỏe và điều trị. Đồng thời sàng lọc chính trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19, đưa cách ly ở khu riêng để tránh lây nhiễm chéo và đã chỉ đạo ngành chức năng thực hiện phun xịt, tiêu độc khử trùng tại nơi sinh hoạt của bệnh nhân này. Đây là thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh. Ba trường hợp nhiễm COVID-19 đều là những người ngoài tỉnh, từ nước ngoài về, được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Trà Vinh. Đến thời điểm này, tỉnh Trà Vinh chưa ghi nhận trường hợp người của tỉnh mắc COVID-19 trong cộng đồng. Vì vậy, người dân không nên tin vào những lời đồn thổi sai sự thật về tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 của tỉnh Trà Vinh. Không hoang mang, lo lắng, mà hãy bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh vừa kết hợp cùng Sở Y tế tỉnh tổ chức gặp mặt và trao giấy chứng nhận và tiễn hai công dân hoàn thành thời hạn cách ly theo quy định về lại địa phương. Hai trường hợp này là em NHPN tên viết tắt, sinh năm 1997, ngụ tại phường 7 và em DGH ở phường 5, thành phố Trà Vinh là du học sinh tại Hàn Quốc. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, hai em đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Sau thời gian 14 ngày được cách ly tập trung, tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam đến nay, hai em đã hoàn thành thời gian cách ly và được hướng dẫn cách ly tại cộng đồng thêm một thời gian nữa. Sau thời gian trên, nếu sức khỏe vẫn bình thường thì sẽ trở lại sinh hoạt với cộng đồng. Tại buổi gặp gỡ, đưa tiễn em NHPN chia sẻ, lúc đầu cũng lo lắng, hồi hộp trước khi về khu cách ly tập trung, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các anh bộ đội và đội ngũ y bác sĩ ở đây, từ việc sinh hoạt, ăn uống, chăm sóc sức khỏe nên cảm thấy rất yên tâm. Mong rằng tất cả công dân Việt Nam nói chung, công dân tỉnh Trà Vinh nói riêng, khi trở về từ vùng dịch phải có ý thức tự giác trong khai báo để được nhà nước hỗ trợ cách ly an toàn, chấp hành tốt mọi quy định trong thời gian cách ly để hạn chế lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, dù trong các khu cách ly, lực lượng chức năng cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng nhiều người khi biết thân nhân của mình về nước sẽ bị cách ly tập trung, tức tốc đem đủ các loại đồ đạc tiếp tế cho thân nhân tại khu cách ly Pháp Vân, Tứ Hiệp, thành phố Hà Nội. Khi yêu cầu người dân tự mở các thùng đồ tiếp tế để kiểm tra đồ đạc bên trong, nhiều cán bộ phát hiện cả bia, lò vi sóng, thuốc lá được ngụy trang gửi vào bên trong khu cách ly. Cảnh người dân tập trung đông nghẹt trước rào trắng để chuyển đồ tiếp tế cho thân nhân bên trong được ghi nhận ở nhiều khu vực cách ly tập trung dành cho công dân từ vùng dịch về trên cả nước. Tuy nhiên, sự lo lắng quá mức đã vô tình tạo thêm gánh nặng cho lực lượng đang ngày đêm túc trực tại các khu cách ly. Dù lực lượng chức năng có quy định về danh mục các đồ tiếp tế bị cấm, phổ biến cho những người đang cách ly và thân nhân khi đến thăm, tuy nhiên tình trạng các món hàng không được phép vẫn được gửi vào, thậm chí người thân còn lén gửi cả bia, thuốc lá và cả lò vi sống. Căn cứ vào tình hình thực tế, lực lượng chức năng khuyến cáo người trong khu cách ly chủ động liên lạc với người nhà hạn chế gửi đồ tiếp tế không cần thiết. 14 ngày là khoảng thời gian không quá dài, những người cách ly đã được chăm sóc đầy đủ từng bữa ăn chất ngủ. Vì vậy, để giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng, người dân hãy chỉ tiếp tế những món đồ thực sự cần thiết như thế đã là góp phần vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 của cả nước. Vâng thưa quý vị, Hoàng Vĩnh có một lưu ý thêm với khán giả là trong các khu cách ly tập trung luôn cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, thực phẩm, do đó việc tiếp tế vào trong là không cần thiết, thậm chí là gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Và thời gian này là thời điểm mỗi người dân nên chung tay chống dịch bằng việc ở nhà nếu không thực sự cần thiết phải ra đường. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt các hàng ghế tại đường đua F1 Hà Nội đang được tháo dỡ, dù trước đó toàn bộ hơn 5,6 km đường đua và các hạng mục cố định đi kèm đã hoàn thành sau hơn 11 tháng thi công. Được biết, ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới để sắp xếp lịch đua thay thế, phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian hợp lý nhất trong năm 2020. Đại diện phía công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix cho biết, Đơn vị này đang tiến hành tháo dỡ cất kho các hạng mục nhằm bảo quản khi có quyết định về việc đua trở lại sẽ đem ra lắp ghép, đảm bảo chất lượng của mỗi hạng mục. Đường đua F1 Hà Nội có chiều dài 5.607 km với 23 khúc cua, được thiết kế gồm 9 kháng đài, được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam với các tên gọi lần lượt là kháng đài Thanh Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc. Đội an ninh của công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập làm việc một trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 nhằm mục đích câu like. Đó là Hờ Nang Eban, 20 tuổi, ngụ tại xã Cư Xê, huyện Cư Mờ Ga, đăng tải lên Facebook dựng mình nhiễm Covid-19. Dù đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp dương tính với dịch Covid-19, nhưng khoảng 12 giờ ngày 25 tháng 3, hơn An đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân có tên là Bon Idon Eban, thông tin là người dưỡng của mình ở cùng huyện đã dương tính với COVID-19. Theo thông tin mà Hơn An đăng tải, thì hiện người dưỡng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng thời, Hơn An cũng kêu gọi dưỡng của mình nên trở về để điều trị, để tránh lây lan dịch bệnh cho người khác. Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút 280 lượt chia sẻ, 316 lượt bình luận. Phần lớn những bình luận thể hiện tâm lý rất hoang mang và lo lắng về dịch bệnh em đăng lên tết với nội dung là nói tượng in bị dịch corona là sai ạ. Chỉ là mục đích cầu lai like thôi ạ. Trong lúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đồng lòng ra sức phòng chống dịch COVID-19 thì những thông tin đưa sai sự thật về dịch bệnh như thế này sẽ gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân. Hiện công an huyện Cư Mờ Ga tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý hơn ai Eban theo quy định của pháp luật. Trong phần sau của chương trình sẽ có Giả bác sĩ bán thuốc giỏm chiếm đoạt 70 triệu đồng Chuyện chưa kể về những bữa ăn ngon trong cuộc cách ly chương trình hôm nay là thông tin đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này dàn dựng kịch bản rất công phu, giả danh bác sĩ để lừa bán cho một cụ bà một thang thuốc giả trị giá tới 70 triệu đồng. Trước đó, đội cảnh sát hình sự nhận được trình báo của bà Tà Thị O, tên được viết tắt 76 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về việc bị một nhóm đối tượng lừa bán một thang thuốc bắc chiếm đoạt 70 triệu đồng. Sau nhiều ngày điều tra, các trinh sát bắt được 6 đối tượng đang lẫn trốn tại một khách sạn ở thành phố Đà Lạt. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua 15 kg thuốc bắc dạng bột màu đen, đóng thành từng gói nhỏ với trọng lượng 0,5kg một gói. Trên bao bì có dùng chữ tinh chất thảo dược. Khi biết bà O bị bệnh tiểu đường, cả nhóm dàn dựng theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Bị mắc bẫy, bà O đồng ý mua nhưng không mang đủ tiền đối tượng châu nhanh nhẩu cho bà O mượn 70 triệu đồng để mua thuốc rồi dùng xe máy chở bà O về nhà để bà lấy sau tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền trên đường chở bà O trở về nhà lợi dụng lúc nạn nhân mua thức ăn châu lập tức bỏ trốn mang theo thang thuốc của bà O với 70 triệu đồng vừa chiếm đoạt được khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ các túi ni lông đựng thuốc dạng nén màu đen 128 triệu đồng năm xe máy và nhiều vật dụng cá nhân ngoài bà O các đối tượng hai còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người khác. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đến nay đã lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, thế giới vẫn còn cơ hội thứ hai để dập dịch Covid-19 sau khi bỏ lỡ cơ hội đầu tiên cách đây một tháng. Tính đến 16 giờ 30 chiều nay, nhiều nước trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong tăng vọt. Thông tin mới nhất từ chương trình Trà Dinh hôm nay. Theo thống kê tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 473.137 người, trong khi số ca tử vong là 21.336 người, số ca hồi phục đã lên đến 114.779. Tại Ý, tính đến 16 giờ 30 phút hôm nay, nước này công bố thêm 5.210 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 74.386 trường hợp. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 683, nâng tổng số tử vong lên 7.503 trường hợp, trong khi số bệnh nhân được điều trị thành công là 9.362 trường hợp, tăng 1.036 ca. Với tốc độ tăng hơn 5.000 ca một ngày, chỉ 2 ngày nữa, Ý sẽ vượt Trung Quốc hiện là 81.218 ca, trở thành nước có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới. Số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tiếp nối Ý vượt qua Trung Quốc khi tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, quốc gia này ghi nhận thêm 213 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3.647, trong khi Trung Quốc là 3.287 ca. Số ca nhiễm hiện tại lên đến 49.515 ca, trong đó có 5.367 ca đã hồi phục. Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, tổng số ca dương tính với virus COVID-19 tại nước này ghi nhận đến 16 giờ 30 phút là 68.489 ca, trong đó có 1.032 ca tử vong. Bang New York hiện vẫn đang dẫn đầu nước Mỹ về số ca bệnh và tử vong do COVID-19 với hơn 30.800 người nhiễm. Tại Hàn Quốc, theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh nước này có thêm 104 ca bệnh mới, nâng tổng số ca COVID-19 cả nước lên 9.241 ca, tổng số người chết vì bệnh sau khi tăng thêm 5 người là 131 trường hợp. Sáng nay, Bộ Y tế vừa công bố thêm 7 ca bệnh COVID-19 mới gồm 4 người tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 Hà Nội và 1 người quê ở Nghệ An. Nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 148, trong đó 17 trường hợp đã được điều trị khỏi. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 3 ca đã khỏi bệnh. Thành phố cũng đã xuất hiện hai ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ổ dịch thứ nhất là từ những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia, khu dân cư 750 người có đạo ở quận 8. Ổ dịch COVID-19 thứ hai là từ những người đến quán bar Buddha khi tiếp xúc với ca 91 là phi công Việt Nam Airlines người Anh lây lan cho 10 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế có những khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ ngày 8 tháng 3 đến nay, không thực hiện cách ly. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động các điểm vui chơi giải trí, xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Đài Phát thanh Cộng hòa Séc vừa dẫn lời một chuyên gia tại Đại học Ostrava cho rằng các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 của Trung Quốc sử dụng tại vùng Moravian-Silesian cho tỷ lệ sai sót khoảng 80%. Theo chuyên gia này, vùng Moravian-Silesian sẽ tiếp tục đưa vào xét nghiệm trong phòng thí nghiệm với năng lực xét nghiệm khoảng 900 mẫu một ngày. Tuy nhiên, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamasek cho rằng các chuyên gia đã chọn sai phương pháp về xét nghiệm nhanh đối với COVID-19, có thể thực hiện khi bệnh đã tiếp diễn một thời gian hoặc khi có người trở về từ khu cách ly sau 14 ngày. Thứ trưởng y tế Roman Rimula cho hay, ông biết về sự việc và thừa nhận xét nghiệm chỉ mang tính biểu thị chứ không mang tính kết luận. Tuy nhiên, ông cho biết tỷ lệ sai sót này chỉ khoảng 20 đến 30% hơn nữa, khuyến cáo ban đầu là nên dùng bộ xét nghiệm nhanh đối với những người có triệu chứng COVID-19 kéo dài 3 ngày. Được biết Cộng hòa Xét đã nhận 300.000 bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh này với tổng chi phí là 54 triệu corona set, tương đương là hơn 49,9 tỷ đồng và phân phát 150.000 bộ xét nghiệm nhanh cho các cơ sở y tế. Một người đàn ông vừa quay phim cảnh anh ta liếm hàng loạt đồ trong cửa hàng tạp hóa tại bang Missouri, Mỹ. Đoạn video được cho là quay trong một cửa hàng tạp hóa và đang khiến rất nhiều người phẫn nộ. Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, cư dân mạng hiện đang kêu gọi cảnh sát tìm kiếm và bắt giữ người đàn ông này. Người dẫn chương trình Piers Morgan của kênh money TV của Anh Quốc đã kêu gọi cách ly và từ chối chăm sóc y tế đối với người đàn ông nếu anh ta nhiễm COVID-19. Do tình hình dịch bệnh, 15 bang ở Mỹ với tổng cộng 187 triệu dân đã và đang áp dụng các hình thức phong tỏa khác nhau. Một cảnh sát tại Tây Ban Nha vừa ôm cây đàn guitar và ca hát trên đường phố, khích lệ tinh thần người dân phải ở trong nhà khi nước này ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc tránh Covid-19 lây lan. Tờ Guardian của Anh cho biết Tây Ban Nha sẽ duy trì tình trạng phong tỏa toàn quốc, hạn chế đi lại cho đến ngày 11 tháng 4. Một người dân ở thị trấn Angaida vừa ghi lại hình ảnh về sĩ quan cảnh sát say sưa ca hát trong khi hàng xóm chăm chú theo dõi. Tính đến 13 giờ hôm nay, Tây Ban Nha ghi nhận 35.136 ca nhiễm và 2.311 trường hợp tử vong vì virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Giãn cách xã hội, tự cách ly và phong tỏa đang trở thành những quy tắc mới trên thế giới. Bên cạnh đó, thì chiếc khẩu trang bảo hộ cũng đang trở thành vật dụng để thể hiện độ sành điệu giữa mùa dịch. Trong bối cảnh lệnh hạn chế đi lại được áp đặt khắp thế giới để chống dịch COVID-19, giới thượng lưu và người nổi tiếng vẫn lên máy bay đi muôn nơi và không quên khoe những chiếc khẩu trang lọc không khí năm lớp hoặc siêu mềm mịn không gây khó chịu cho da. Theo kênh truyền hình RT, nữ diễn viên người Mỹ Gwyneth Paltrow vừa bị chỉ trích khi mua loại khẩu trang bảo hộ đắt đỏ nhất, bất chấp việc tổng y sĩ Mỹ Jerome M. Adam kêu gọi người dân đừng tích trữ khẩu trang vì chúng không đủ hiệu quả để tránh lây nhiễm virus, thậm chí còn khiến nhân viên y tế bị thiếu khẩu trang để sử dụng trong khi đó người mẫu naomi campbell nổi tiếng với thói quen làm sạch máy bay cực kỳ kỹ lưỡng mới đây đã trở thành hiện tượng khi bước lên máy bay với bộ đồ chống lây nhiễm trọn vẹn từ đầu đến chân và không quên tạo dáng chụp ảnh thưa quý vị những ngày này cả nước đang gồng mình phòng chống dịch covid-19 và để những người đang ở khu cách ly tập trung đảm bảo dinh dưỡng cũng như là sức khỏe thì nhiều cán bộ chiến sĩ tình nguyện viên phải nấu nướng và chăm chút từng suất cơm ghi nhận của chương trình trà dinh hôm nay tại một khu cách ly tập trung ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc sau khi trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc ở số 333 Hà huy tập thành phố buôn ma thuột được ba chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh đắk Lắk sử dụng làm nơi cách ly Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cùng với các đơn vị để phòng chống Covid-19, trong đó phòng hậu cần kỹ thuật được giao nhiệm vụ tổ chức nấu ăn cho những trường hợp đang cách ly cũng như đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, nhân viên phục vụ tại khu cách ly. Về kinh phí và các vấn đề khác chưa có chủ trương chính thức, nhưng riêng lực lượng công an chúng tôi lấy chế độ ăn của cán bộ chiến sĩ làm định mức, cán bộ chiến sĩ ăn như thế nào thì mọi người dân đều ăn như thế. Còn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngoài cái kiểm soát của y tế ra thì bên chúng tôi vẫn có lực lượng của bác sĩ y tế. Khu cách ly số 333 Hà Huy Tập nằm tách biệt với khu dân cư, bên trong khá rộng rãi thoáng mát với sức chứa khoảng 200 giường. Hàng ngày toàn bộ nơi đây đều được các nhân viên y tế khử trùng thường xuyên, môi trường luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Ngày ba bữa, sau khi nấu nướng xong, từng suất cơm sẽ mang đến tận tay cho những người đang cách ly. Đón nhận từng suất cơm, những người đang được cách ly ở đây không giấu được niềm cảm xúc. À, em đi từ Philippines về thì được đưa vào đây cách ly hôm ngày 19 tháng 3. Ban đầu vào thì mọi người không có kỳ thị bọn em là ừ, đi từ vùng dịch hay là này kia về chứ cũng không có gì giống như là mọi người đồn đại ở trên mạng cả. Hiện những người đang được cách ly ở đây sức khỏe ổn định, một số người được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với COVID-19. Những việc làm ý nghĩa trên đang góp phần chung tay cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta để lùi dịch bệnh COVID-19. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đã phát. Hôm nay, Bộ Y tế ban hành phát đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trà Vinh đưa hai công dân hoàn thành thời hạn cách ly về địa phương. Cháu tung tin dựng dương tính Covid-19 để câu like trên Facebook. Giả bác sĩ bán thuốc giỏm chiếm đoạt 70 triệu đồng. Thế giới vẫn còn cơ hội thứ hai để dập dịch Covid-19. Hoàng Vĩnh và Hồng Loan xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Quý vị nhớ đón xem chương trình phát lại lúc 22 giờ 10 phút tối nay trên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Hồng Loan và Hoàng Vĩnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.